đóng vai ông Sự. Là đâu chú tắt xe con hỏi chú ơi chú. Chú tắt xe hỏi chú ơi. Dạ dạ hỏi chú ơi là hỏi ông Phan Văn Sự bắt đầu nó thấy ông ngồi ở đây nè, tôi muốn nó ngồi nằm vô ngay cháy nè ra cái. Ông Sự ngang. Dạ. Bắt đầu nó vô trong cái xào quần áo nó lục cái áo gió hai túi có tiền thôi chứ không biết số tiền nhiêu. Dạ. Qua túi quần nó lục nữa. Chạm nhúc nhích nó lấy cây vô nó thể cho mấy cái. Trời ghê vậy. Cái cây bữa công an lấy vậy không? À, rồi hỏi đâm mấy vít nữa, nó đâm hai bên bằng đít nè, hai vít. Mình bữa chừng sống vít, mình chừng này vít, đâm bốn dao. Nó lấy làm cái dao giấy chứ sao nó không có ai biết cái dao vít. Nè, thằng đó có lội xong miếng nước không? Đó. Lội luôn à? Lội luôn hả? Lội cái công an, còn chưa dầu ra ngay ếp, hai thằng lội hai bên. Lội theo nó mà nó vẫn cầm nghe chứ không có dám buông à. Dạ công an lội theo nó cầm dây dù lội theo luôn hả chú? Chứ không lội rồi, còn trên bờ đó là có dây dù ngang theo hết. Dạ hai cái giọt cột hai đầu dây. Dạ làm cho nó bước vừa phải thôi chứ không được vừa bước dài. Dạ vì lý do là khi dắt vô bắt đầu dựng hiện trường ra tới cái bàn thờ đúng không? Dạ dạ có mà mới lấy giấy mà cái bắt đầu nó ngó vợ nó cứ nó khóc trời cái lúc đó nó ra bàn thờ chứ nó ngó vợ nó khóc hả chú? Dạ hồi mới vô vẫn á. Dạ nó vô thì thấy cũng biết một hồi lâu nó vẫn làm sao. Dạ nó sợ nó ở ngoài hàng ba chân ngồi cái bắt đầu vô nó ngồi khóc luôn hả? Khóc luôn. Dạ thì tôi nhập vai ông Sự. Ủa chú hả? Chú nhập vai chú Sự hả? Dây bằng dây gì chú? Dây dù. Dạ. Ông có chổng mà hồi cái hồi ở trong buồng á thì ổng không có vô, ví dụ con vợ thì ổng không có vô. Dạ. Mà cái hồi bên ông Tư Sự thì ổng có qua là ví dụ đập đó rồi lấy tiền rồi nãy ông nói đó. Dạ. Thì ổng có sáng ổng chổng ông chứ. Ủa sao chú nói, chú đó nói là chú đóng vai chú Tư Sự luôn ta. Ừ, thì ổng nói ví dụ mà nó lấy cho mũi giấy, cái lấy cho mũi giấy đập ở trên này đó. Dạ. Mũi giấy đập trên này nè. Trên mặt thước kính gửi lời chào thân thương, lời chúc sức khỏe đến quý bà, cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý bà, cô chú anh chị và các bạn trở lại với kênh Trên Mặt Thước TV. Kênh chuyên chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống, những câu chuyện xã hội. Quý bà, cô chú anh chị cần sự chia sẻ thì hãy liên lạc với Trên Mặt Thước. Để ủng hộ kênh, quý bà cô chú anh chị vui lòng nhấn vào like và chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất về kênh Trên Mặt Thước chia sẻ video lên. Hoàn toàn miễn phí. Trân trọng cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất nhiều. Chịu tội lỗi nó mới dựng lên cái hiện trường là nó giết sao sao đó dựng lại. À hồi nãy chú có vô coi không chú? Không có coi mà ở đó luôn à. Hả? Dạ ngồi xuống đóng vai ông Sự. Là đâu chú tắt xe con hỏi chú ơi chú. Chú tắt xe con hỏi chú ơi. Dạ dạ hỏi chú ơi là hỏi ông Phan Văn Sự bắt đầu nó thấy ông ngồi ở đây nè, tôi muốn bắt đầu ông nằm vô ngay cháy nè ra cái. Ờ ông Sự ngang. Dạ bắt đầu nó vô trong cái xào quần áo nó lục cái áo gió hai túi có tiền thôi chứ không biết số tiền nhiêu. Dạ qua túi quần nó lục nữa chậm nhúc nhích nó lấy cây vô nó thể cho mấy cái. Trời ghê vậy. Cái bữa công an lấy vậy không? À rồi có hỏi đâm mấy vít nữa, nó đâm hai bên bằng đít nè, hai vít lên bữa chung sống vít lên trên này vít đâm bốn dao. Dạ bốn dao vậy. Nó lấy làm cái dao giấy chứ sao có ai biết cái dao gì? Ủa là đang dựng hiện trường là cầm cái đồ bằng giấy hả chú?
chứ đụng mà hiểu nó hiểu mình giáo. Dạ. Nó biết nó ăn tử rồi đụng nó đẩy ai cả. Dạ. Ồ. Rồi rồi lúc đó là cởi lại ha. Lội luôn à? Lội luôn hả? Lội cái công an cọc chưa đi dù ngang nhau hết, hai thằng lội hai bên, lội theo nó. Mà nó vẫn cầm nghe, chứ không có dám buông à. Dạ. Công an lội theo nó, nó cầm dây dù lội theo luôn hả chú? Chứ không lội sao? Còn trên bờ đó là có xi dù ngang nhau hết. Dạ. Hai cái giò cột hai đầu dây. Dạ. Và cho nó bước vừa phải thôi chứ không được vừa bước dài. Dạ. Là, mà thấy thằng đó là nói mình nói thằng đó vô nhân tính chứ tôi thấy thằng đó có nhân tính. Vì là sao chú? Vì lý do là khi dắt vô bắt đầu dựng hiện trường ra tới cái bàn thờ của nó. Dạ. Dạ. Có mà nó lấy giấy không à? Cái bắt đầu nó ngó vợ nó cứ nó khóc. Trời. Cái lúc đó nó ra bàn thờ chứ nó ngó vợ nó khóc à chú? Dạ. Nó vô á, dựng á. Dạ. Nó vô thì thấy cũng biết một hồi lâu mới dẫn làm sao. Dạ. Nó cho nó ở ngoài hàng ba cho ngồi cái bắt đầu vô ngồi khóc luôn hả? Khóc luôn. Dạ. Bây giờ té ra. Rồi sao không lấy giấy đem chùi nước mắt cho nó? Dạ. Dám là gần không? Khóc luôn hả chú? Bóp cổ nữa đó. Ôi mẹ ơi. Lúc chuyện trường chú có tổng không hả chú? Thì tôi nhập vai ông Sự. Ủa chú hả? Chú nhập vai chú Sự hả? À, mẹ ơi. Vậy là cục dây bằng dây gì chú? Dây dù. Dạ. Dạ. Dạ chú cho hỏi phép xin hỏi phép chú ơi chú. Xíu nữa chú. Thôi để con chia sẻ chút đi rồi ấy. Chia sẻ chút đi 5 phút đi con hỏi chú. À, có chung vô tổng rồi anh mới ra. Dạ. Em đi đâu vậy? Ở anh Bảo. Đi đâu vậy? Dạ rồi ok. Chú kể sơ chút xíu. Vậy là chú là nhập vai chú không, Sự không, ha. Không kể nữa. Ờ vậy hả? Dạ, chú cũng gàng chứ, gàng dám đóng diễn với nó chứ. Dạ. Còn chút cho 200. Ồ dạ. Trời ơi, chạy luôn cả nhà chú chạy luôn rồi. Không có làm mấy ông được vô đâu. Dạ, ủa sao chú nó dám nhập vai luôn hả cô? Không, tại vì ông bên xã phải không ta? Ông làm bên công an, ông làm công an xã luôn nè. Dạ. À, còn như dính chân ở trong á. Còn dính chân á, dạ. Cũng như công an á cũng còn để ổng á. Dạ. Có chuyện gì á đi bắt đường này nọ đó cũng dạ. Ổng đi theo. Dạ. Nó nói là chính xác. Ổng đi theo. Vậy là bởi vì sáng ổng ở chổng mà hồi ở trong buồng á thì ổng không có vô, ví dụ con vợ thì ổng không có vô. Dạ. Mà cái hồi bên ông Tư Sự thì ổng có qua là ví dụ đập đó rồi lấy tiền đồ nãy ổng nói đó. Dạ. Thì ổng sáng ổ sao chú nó chú đó nói là chú đóng vai chú tự sự luôn ta. Ờ thì ổng nói vụ mà nó lấy cho bố giấy, cái lấy cho bố giấy đập ở trên này đó. Dạ. Bố giấy đập trên này nè. Dạ. Ổng đóng vai em cư sự đó rồi cô mới thắc mắc ủa cái búa hay gì ổng nói là bằng giấy á. Dạ. Bà nghĩ sao cho nó lấy cái búa đặng bập bể đầu tôi ạ. Chân cho cái búa. Ờ mình làm đồ giả vậy đó. Đồ giả thôi. Dạ. Phải chú hồi nãy mà chú chịu chia sẻ một chút nữa kể từ đầu ông, tới đuôi là chửi ổng là tại vì rảnh đi phát cỏ người ta. Ảnh đi phát cỏ người ta qua nay cái máy hư. Rồi ổng đi sửa về đó ổng đi phát buổi chiều này cho rồi á. Ủa là cô là sao với chú? Hả? Dạ vợ chú hả? Không có đâu. Vậy là cô là bà chế cô là trên cái đường gần cái nhà chính đời nhà chết á. Dạ dạ. Có miếng vuông gần đó đó. Dạ. Chú đó hồi xưa là công an ở xã mình. Công an xã mình mà tại vì dạ. Á, người ta ghét á, tại ông này vô làm á, ở dạng người ta ghét á, người ta ghét. Dạ. Thôi thưa tới mà tỉnh luôn á, rồi tỉnh vô như người ta đi lại xóm mình, người ta mời người này người kia lại hỏi cái sự thật là có chuyện gì vậy không á. Dạ. Rồi bây giờ nếu công an á để là ổng lại á thì công an cũng không được. Dạ. Cái kiểu như chị trưởng công an á để ổng lại thì không được. Gọi là khó xử hả cô ha? Khó xử chứ ổng dạ. Nói chung á ổng làm việc có năng lực lắm. Dạ. Lẹ làng mà hoạt bát. Dạ. Vậy là đây là một cái tình tiết quan trọng mà mình không để ý ha. Nghĩa là dạ. Cái dựng lại thì phải có những cái nhân vật á.
Dạ. Tính đâu dựng lại giả thôi chứ không có dắt nó vô là đúng rồi, phải có nhân vật, có nhân vật cái dạng vợ đó. Cũng như tội phạm quá nguy hiểm là có người người ta sợ là không đem vô dựng lại hiện trường. Dạ. Tội phạm quá nguy hiểm á. Dạ. Rốt cùng thì vô. Như là lúc mà chú kể lại cho cô là tổng cộng là chú là đóng vai chú tư sự nè. Rồi có ai mà đóng vai mà thiếm không hay gì lụ chị? Không, cái thiếm là nãy ông nói là cái nãy kè nó ra. Cái hình nộm. Dạ. Đem xuống dưới nước rồi bắt nó phải lội xuống dưới. Dạ. Lội xuống dưới cùng với thêm hai người kè nó hai bên. Cùng dưới nó đi bóp cổ bả cái kiểu như thế nào. Dạ. Kiểu như thế nào rồi mới nhận nước như thế nào. Dạ. Và bắt nó lội xuống nước là cái hình hộm. Dạ. Còn như cái phòng giết ông tư sự này thì ông nãy làm. Dạ. Ổng ở đó rồi đập vô đầu như thế nào rồi đi lại túi áo gió lấy tiền. Tiền mà thì lấy không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu thì cái đó không biết, mà nãy như tiền là nó lấy bằng giấy nó để. Yeah. Để lấy ra thôi. Giống như tượng trưng ha con. Dạ. Ở trong mới túi gió tượng trưng thôi chứ không có để tiền thiệt. Dạ. Yeah. Là có, còn cái phòng bên Khương là ổng không có làm. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi. Cái kia là hai người kia thì ổng chứng kiến hết. Hai người kia là làm bằng hình nộm không anh con ha? Ông tư sự thì ổng đứng ra phải không? Dạ. Cái hình của bả ở ngoài vuông thì hình nộm. Dạ. Ổng nãy ổng nói lấy búa đập đầu ổng á. Dạ. Búa bằng giấy. Cô hỏi ổng nói vụ bằng giấy rồi đâm bao nhiêu nhát dao là cái dao bằng giấy đó. Rồi cô hỏi dao thiệt, ổng nói là dao thiệt nó chết ổng ơi. Dạ. Ổng nói vậy đó. Lúc mà người ta với cái cô chủ nhà thì hình như là bằng tay không hả có thôi. Không có dây. Ổng nãy ổng lên đi cái kiểu mà siết cái kiểu sao cũng như ổng nói là siết kiểu sao cũng như là ở cũng như là gành ghẻ lắm. Dạ. Chứ không phải mà ô mà siết lại đây. Dạ. Siết cái kiểu mà gành ghẻ, siết kiểu sao á là ổng nãy ổng lên đi sao á là cũng như siết kiểu đó là chết chứ không sống nổi đó. Dạ. Chứ không phải ôm lại ôm bả siết cổ gì đây, không phải ôm tròn hai cánh tay đây. Dạ. Chưa đi nè. Cái này mà phải chú đi lên giúp tức chút đi. Thôi, đừng có để hình này cho trong đó nghe mới mày. Dạ. Dạ, cái này mà phải chú rảnh đó, mình hỏi chú tả là từ lúc từ đầu tới cuối luôn là nó cho quý bà cô chú thấy giống như tưởng tượng là thấy. Chính của một bà là không dựng lên hiện trường mà cái hiện trường nó ngặt lắm. Dạ. Nó kêu nó ở chuồng cho nó buộc. Dạ. Cũng hay khó xử nha. Ừ. Dạ. Tại vì hồi lúc đó có ở chuồng quấn. Dạ. Quấn cái lời quấn cái mình lên mà. Dạ. Có ông nói người thật là quấn chuồng quấn. Nói vậy gì vậy? Chuồng mình chuồng này. Chú lấy độ gì? Dạ. Cái này. Ông nói đúng đó. Nếu mà dựng hiện trường lại cái này mà. Nếu mà vậy thì đâu có ai chịu vô làm gì đâu, chỉ phần ngoài là chú với lại hai cái hình nộm thôi. Dạ. Chứ đâu ai dám vô làm. Hồi sáng chứ hay chứ có lời đặng con chứ. Có. Lúc đó mấy giờ anh chị? Hồi lúc công an vô thì sớm lắm ạ. Công an vô sớm như trời lắm ạ. Dạ. Đâu 7 giờ là chưa 7 giờ công an vô rồi. Lúc chứ lại là đông dữ không? Hồi lúc chứ lên là 8 giờ đông lắm, mà lúc thằng đó đi vô tới là 8 giờ mấy. Yeah. Tại vì vô này đâu xong xuôi canh đường đồ xong hết trơn, đồ nó giăng dây đồ xong hết trơn, người đâu đàng hoàng hết trơn, người ông mãi mới chở thằng này vô là lúc 8 mấy rồi, 9 giờ. Yeah. 8 mấy. Lúc đó chị lại chị có thấy gần gần cái mặt nó như thế nào không chị? Nó đội đi vô sao mà ở trên xe xuống nó đội nón bảo hiểm bích chưa hả? Đội nón bảo hiểm bích chưa ha? Ừ. Mà nó bận cái áo thun màu đỏ, cái quần cục sọt màu đen. Dạ. Bịt khẩu trang không chị? Bịt khẩu trang lại mà lúc đi lên mà vụ mà ổng nói lên tới hàng ba đó. Dạ. Ở đó thì nó nhìn hình vợ nó khóc đó. Là dạ. Hồi lúc chứ thấy nó dẫn ra ở làm sao thì cởi nón ra. Yeah. Cái nón ra đây đều ở dưới xuống xuồng rồi thấy còng rồi thấy có cọng dây là dẫn nó nha. Yeah. Cọng dây đó không biết cọng dây dù là cái cọng dây sắt không biết, tại vì
nó đâu có cho mình lại gần quá đâu. Nhìn thấy dẫn xuống xuồng rồi dẫn lên nhà thôi. Vậy là có hai cái thái độ, nhìn cái hình vợ khóc nhưng mà nhìn anh ăn thì cười. À, ngồi vậy ta. Nhìn ăn cười hả? Ừ, dạ. Cười. Chắc đi vô thấy anh vợ cười vậy. Người kia kể lại là nhìn anh ăn là không mà cười. Không ngờ đến cái thời điểm này mà cái tâm lý của nó cũng khá là ổn định đó chứ. Nhìn anh ăn cười là nó giữ cười. Đáng lẽ như người ta là cái tâm lý người ta giống như theo kiểu là sợ sệt lắm á. Mình nói như vậy. Không mà thằng này thấy ghi hình nên nó đâu có sợ gì đâu. Dạ. Giống bình thường mà. Gương mặt nó giống là láo được rồi. Đúng là thằng này nó máu lạnh ha. Tới thời điểm hiện giờ đây mà nó vô nó còn cười với lại anh ăn, nó là người nhà đó. Thằng này đâu có sợ đâu, người ta giết người, người ta trốn mất tiêu phải không? Dạ. Người ta đi đi là trốn mà có thể muốn qua nước khác, còn nó đâu bình thường đâu. Không trốn luôn. Ờ, nó đâu trốn đâu. Bây giờ chạy tới cũng... lui suốt. Bây giờ dựng hiện trường nó vẫn tỉnh bơ luôn á. Ừ. Giống như nó cười vậy, nó thấy mấy đứa nó giống... vô trong mấy đứa nó thấy chắc ghét dữ. Yeah. Rồi hình như là mỗi có nghe chưa có nghe nói là công an sáng hai đứa con của hai đứa con của ông Khương ở xã chở về ngoài đó, nó đâu cho ở lại đâu. Rồi đúng rồi, nó tính lấy cho bê chổi hay gì chị ha, đâu có đâu, tại vì hồi chị chạy lên nửa đường là thấy công an chở đi rồi mà thấy chở nó đi ra rồi. Yeah. Mà đâu biết là chở ai, thấy hai chiếc xe công an. Dạ. Chở gà đâu biết trai, mà hồi mới nghe nói là chở hai con Khương về ngoài chứ không có cho nó ở trong này. Bởi vì nhà nó bên gia đình thì chỉ có anh con người nhà không? Là chỉ có mình nên ăn cái gì mà chứ nó đâu cho nhiều người đâu. Vậy là tính ra lúc mà chế lời đó khoảng 8 giờ mấy ha, chế lên sớm mà chế lên chưa 8 giờ. Ừ. Chưa được 8 giờ là lúc đó chưa chở vô. Chưa chở vô ha. Tại lên công an ta sắp xếp đồ rồi giữ trật tự gào đường rồi xong xuôi chân rồi. Ừ. Nó bộ đàm nó điện suốt cái bộ xong rồi. Công an vô đông dữ không chị? Đông à. Dữ gì dằn đông á. Nghe nói gần cả 100 người lực lượng chức năng phải không? Hai bên chị? Đường ha, rồi nó ở sau hậu vườn nữa. Yeah. Ở sau hậu vườn nghe Trọng nói Trọng sáng bằng cỏ mới đó. Yeah. Nghe nói cũng đông á. Yeah. Mấy cái bờ vuông đó là công an gào kính luôn. Mấy bờ vuông đó sao là công an là nhóc luôn. Bữa hôm mình nói cái búa như nó giống mình khi cái búa này phải không ta? Ừ. Con phải không anh ta? Hay là giống cái búa này hả? Cái búa này nè, của chú bạn nó giống dạng thôi ha, chứ nó không phải cây này, giống dạng thôi. Thì đúng rồi, cứ nghe là mình nói cho cái dạng chính xác. Giống dạng cây này nè, nhưng mà bị gãy hết cây nữa. Nếu mà anh Linh nói giống dạng, nói giống cái búa này, coi chừng lừa chức năng vô tịch thu cây búa, cái không có cái búa bộ cưỡi thôi. Không có búa bộ cưỡi. Giống dạng thôi, giống dạng thôi. Búa mà nghĩ sao cây búa này mà đập bát nó mà gãy cái búa luôn ta. Bữa thấy cây búa gãy còn để không mà mình nói cây búa nhưng mà mình chưa biết xác định là cây búa như thế nào nữa. Không biết cây búa như thế nào. Cái làm gì gãy? Dạ. Mà bữa ẩm sao nó gãy luôn đó. Sợ là có hai cây búa lần cùi với bạn. Chứ cây búa chắc cái này làm gì gãy được ha. Chắc là không gãy đâu, cây búa bự đâu mà nó còn mấy đâu mà. Gãy xương. Dạ. Thì bữa đó thấy một cây búa trên hiện trường là thấy trên đài truyền hình quay lên một cây búa gãy luôn đó. Ông nó muốn nhiều chuyện với ông để dắt nói. Dạ. Nhà chú ở gần đây không cô? Ừ, có cái quán này nó quán lắm. Không có nhà, nói chung là vừa ngày vừa đêm. Quán đằng kia. Đây nè, cái quán cặp với cái đường lộ mình nè, đây qua cô quẹo rồi tới đó. Trên bờ, quán trên bờ ấy. Ở quán cặp mé lộ mình, nó sát mé lộ mình luôn á. Dạ. Đây đẳng ngay qua cô quẹo này tới nè. Ổng cứ ở nhà, nói chung là ổng tối vô mới có nhà ha. Tối con có đi, tối ổng đi luôn, ổng không có nhà. Ít khi chú ở đẳng không có nhậu gì không cô? Không. Không có nhậu nha. Không nhậu à? Không uống cà phê gì đó chứ không nhậu. Vậy bữa nào anh em mình đi rảnh vô rủ chú đi uống cà phê rồi chơi tập sự với chú rồi. Điện ống cuốc điện thoại là tới liền, xẹt dạ. Ổng ở ngoài cơ quan điện xẹt là chạy về tới liền. Dạ. Vậy có chú mới biết được cái câu chuyện là nó dựng lại là rõ ràng như thế nào thôi. Tại vì chú là người đứng ra mặt. Ai có uống, tại vì
sáng chế cũng hay ổng đẳng nữa, tại vì sáng điện cái máy cắt cỏ ngày hôm qua cắt rồi bà chế bà hư. Dạ. Rồi điện hỏi ổng đi sửa chưa, rồi ổng mới nói là chưa có đi, ổng đang ở chỗ á. Dạ. Thành ra hồi nãy ổng mới chạy tới kêu ổng ở lại hồi sáng coi ổng có đi vô đó được không. Dạ. Rồi dạ. Thành ra ổng mới kể đó. Dạ. Chứ tính ổng ở ngoài. Dạ. Vậy tụi con cũng xin cảm ơn tụi em, cảm ơn chị nha. Dạ. Khi nào có như dắt chiều tới tối á. Dạ. Nhờ chị rảnh rảnh dắt lại đẳng được không? Tại chừng nào không có chừng nào mà vô đây, có vô đây đi rồi như dắt tới tối. Dạ. 6-7 giờ tối vậy đó rồi. Dạ. Rồi điện ổng. Nhà chị ở đây luôn hay là bên đây? Bên đây á. Dạ. Nhà đó, nhà gái đó. Yeah. Vậy là hôm mới trước là mình có em có nhậu với lại chú rồi. Cái bữa mà chú bận nguyên đồ xanh đó, cái bữa đó, không có cô nhà đó là bữa đó có chú đó. Dạ, bên đó là con gái ruột phải không? Gái thứ hai luôn đó. Thứ hai ha. Dạ. Nhà bên đồ nhựa. Nghe nói công an nhựa rồi có chiếc đò, mới chiếc đò đâu rồi để đợi sẵn rồi, tại vì chiếc đò đó hồi sáng là có rước công an á, rước công an vô xe bốn bánh rồi đó, rước công an qua lại đó. Chắc cũng sắp xếp sẵn thì ta vô trước đã, đúng rồi, ta sắp xếp á, mà chưa 7 giờ thì vô chưa là như là em luôn định đề, có nghĩa là lúc mà tái hiện lại pha nó lội với nước mấy công an ở trên chiếc vỏ ở ngoài sau của chiếc vỏ ngoài trong cái ngoài sau cái chiếc vỏ ở trong vuông á, có chiếc vỏ thả nó ra được cái vỏ hả, có chiếc vỏ mà có cái đường lội xuống luôn. Có cái đường lội xuống chỗ cái cầu trong cái góc lội đó là mấy anh công an trên mà chiếc vỏ đó. Mà tại vì á mà gài bá dưới nước là phải lội xuống. Lội xuống. Dạ, được. Lội xuống. Xuống rồi mình mới mà khả năng được. Có công an dưới nước đi theo nó không chừng nữa. Có hồi nãy. Người đó, nãy chú nãy nói đó. Hai bên đó. Lội dưới nước luôn á. Kèm phá hai bên. Lội dưới nước. Kiểu đem cái hình hộm xuống rồi nhận như thế nào đó. Đâu có thả lỏng pha được. Dạ. Vậy đúng theo cái sự thật luôn, đúng là những trời bây giờ mình nói ví dụ đi, bây giờ nói ví dụ là tại mình ở bên hình sự, chứ nếu ví dụ bây giờ nó vô nó nói bây giờ đập đầu ông chết phải không? Nhưng mà khám nghiệm tử thi ra tại sao ông này gãy mấy cái bay sườn không đúng chi tiết, nó cũng phải bắt làm lại quận 2 đó đó, chứ không phải là nói là quận đầu không đâu. Chứ nói là đúng rồi đó, thấy không, chứ nói đúng không? Cần xác minh cái đó đó, vấn đề là cái những cái vết thương trên người của chú á. Sao mà thằng này nó nói như vậy mà không có đúng sự thật nè. Không đúng sự thật là về là có thể nhận lên trường quận 2 đó đó. Còn nếu đúng sự thật là thôi. Dạ chú, có nghĩa là người ta kiểm tra là nếu như không đúng thì người ta sẽ con mới xuống hồi sáng rồi chưa. Dạ là từ chi tiết chính xác hết mà không có bỏ qua chi tiết nào. Vậy là tới cái quận về á cô, là thấy pha là như là nó thay áo thay quần vậy á, là nó mặc một đồ khác nghe. Thì nó có lỗi với nước đó nãy. Dạ. Hỏi ông Năm rồi. Chắc nó quần giờ chắc nó thay đồ khác. Chứ thì nó lội nước đó, cái hồi vô thì nó qua cái bận cái quần lỡ đen mà đều ống bự lắm nha. Dạ. Tại thì cô thấy xuống rồi đứng gì lên bờ là cái ống bự lắm, chứ không phải cái quần lỡ mà cái ống nhỏ nha. Dạ. Quần lỡ ngang đầu gối thì mà ống bự. Dạ. Còn nếu thay ấy là chắc ướt rồi cho thay đồ ấy, như thế nào thì cái đó không biết. Dạ chắc dạ. Chắc để hỏi ông quá. Để mời chị hỏi ông Năm nó biết. Dạ. Dạ. Có cái dấu chân chỗ cây cầu hổm đó, có cái thằng lãng gì đó lội xuống đó, cái chân lội ổng nói hai thằng kè hai thằng kè hai bên rồi nó lội xuống rồi nó giết quẩn nhận bả kiểu không sao. Yeah. Rồi nó đè gài bả kiểu không sao đó. Yeah. Mới làm đúng sự thật mới được chứ, mô phỏng mà. Hồi nãy chắc công an tới cái cầu chỗ trường học lần này, công an đứng tới đó không chị? Không, là đứng ngay vòng cái khu vực đó ha. Hỏi cái nhà của ở mấy bệnh thì hỏi cái nhà của bà Út á. Dạ ở nhà bà Út mới đẳng lắm, chỗ đập quá ha. Hỏi nhà bà Út, còn mấy anh đây thì ngay cây mấy anh đây thì là đứng chỗ cây cầu khỉ á. Dạ hai bên là nó lùa chỗ cây cầu khỉ đó, ngang đường đó hết á. Nghe nói là không cho ai qua lại luôn mà, đường thủy, đường trên bờ gì ngăn hết, không cho qua lại luôn. Cái ông lái cua, ông cũng nhiều chuyện đó, rồi ông tách vô bờ, rồi ông ở đó luôn. Ông đâu đi được đâu.
không đi chơi phong tỏ hết luôn mà vụ này quá trời căng mà vụ dữ rồi vậy mình cảm ơn mà công nhận con mời sáng sớm mà công nhận là ta hay dữ luôn không biết sao không tại vì thấy chạy vô đường này nè nè chị thấy chức năng chạy vô ở ngoài đường lộ mãi là nó chạy vô là chắc người dân thấy dần dần thấy chạy đi thôi đường lộ mãi là nó chạy nó dạt đường rồi dắt sáng 7 giờ mấy rồi nó dạt đường rồi đó dạ đường lộ quốc lộ mãi vô á bởi vậy làm gì nó xôn xao vậy người dân ta mới súng lại hiếu kỳ dữ vậy chứ tại ngày qua chứ nghe cái thằng shipper đó đi giao thuốc nó nói vậy dạ sao biết ta không biết hồi ngày qua nó ghé chỗ thăm nè nó giao thuốc dạ cái nên đi lên võng nó nằm đó thăm mới đậm nước cho nó uống nó nói chứ ơi mà em nghe nói là dựng hiện trường cái nói ủa sao mới bị dựng hiện trường mà nãy giờ không thấy công an vô dạ cái nó nói vậy rồi thôi rồi mình đâu thấy công an đâu rốt cùng là sáng mai dạ nó là sáng ngày hôm qua như cái lời thằng đó nói dạ vậy là chính xác là dẫn cái tên khoa này xuống là chính xác là khoảng là 8:30 chị thì cho 8:30 8:30 rồi mình bắt đầu lấy mướn cái vỏ đó bơi qua sông vỏ đầu xe rồi bơi qua sông rồi mới dẫn nó lên bắt mới kêu nó làm lại thì chứ thấy dẫn vô hàng ba đó đứng nó thẳng cỡ vài phút dạ vài phút chị đó rồi khoảng vài phút chị rồi mới thấy là vợ là thấy lọ lộn cái nón ra dạ thấy dẫn đi ra cái đường cửa sau chỗ chữ ăn lờ đó dạ dạ dẫn nhé. Ra đường đó đó nghe nói nhìn hình của vợ khóc cái gì chưa? Thì nãy ông Năm ông nói khóc luôn. Rồi hồi nãy chị chia sẻ là có cho nó thắp nhang nữa không chị? Không nghe. Bên công an kêu nó thắp nhang. Bên lực lượng chức năng kêu thắp nhang ha. Kêu nó mới thắp chứ không phải tự động nó thắp. Tự nhờ động nó thắp nha. Mà theo đúng luật thì chắc phải kêu nó thắp nhang chứ. Dạ. Để cho nó theo kiểu cho nó ăn năn hối lỗi á, lần cuối á. Mình đón vậy chứ mình thờ vậy rồi dạ. không thắp cây nhang nào chứ tội của nó thì tao còn tha nữa đâu mà cho nó thắp nhang lần cuối á vậy mình vậy cảm ơn chế chia sẻ luôn ha dạ thôi thì tụi em muốn xin cảm ơn chị nha chị thấy nào rảnh 5-6 giờ gì đó rồi dạ. Vô đây đi rồi dạ, đi dạ. Trang Mỹ Thứ gửi lời chào thân thương cả nhà. Thưa quý bà của chú anh chị, thì hiện giờ Trang Mỹ Thứ đang có mặt ngay chỗ hiện trường xảy ra vụ việc 4 người đó cả nhà. Thì ngày hôm nay cũng mới vừa dựng lên hiện trường xong nè quý bà của chú anh chị. Ở đây thì còn cái dấu lội lên nè cả nhà. Thì ở sáng, hồi giờ sáng Trang Mỹ Thứ đến á, thì có chia sẻ đến cho quý bà của chú anh chị quy gieo trước đó cả nhà. Thì cũng quay cũng được sơ sơ thôi cô cả nhà, không được quay rõ lắm tại vì phong tỏ ở hai đầu rất là xa với mọi chú anh chị. Ở đây là có cái nước sơn nè cả nhà, nước sơn xịt nè. Đó cho cả nhà xem nè. Còn ở đây là cái dấu nè. Cái dấu lội xuống. Thế cho em một thứ chia sẻ cho cả nhà xem nha. Đây cái đường lội vô. Ở đây còn dấu sơn cái nhà sau này cả nhà. Chắc có lẽ dấu sơn này lúc mà tên Khoa ra tay với lại cô của cả nhà. Là dấu này nè, để số 5 nè. Cả nhà thấy không? Đó, nhưng mà có chú anh chị thấy. Ở cái địa này thì nó dục cái cây búa với lại đá dưới này nè cả nhà. Mà ở đây chắc có lẽ không có lội xuống đây đâu quý mà có chút. Còn dấu sơn đây luôn. Dấu sơn còn đây. Ở đây thì hồi nãy nghe nói là dựng hiện trường thì toàn bộ ở đây nhà của anh Toàn cặp bên mà không cho ra khỏi nhà đúng không anh Toàn? Lực lượng chức năng hồi nãy dựng hiện trường là không cho anh ra khỏi nhà luôn hả? Cho chứ. Cho không? Đi ra hè được. Đi ra hè được rồi. Nó khỏi nhà rồi. Dạ. Ngày nay nhóm làm kiểu không? Dạ. Phòng tổ hết toàn bộ ha. Lót ở trời đó hả? Kịp chứ mày. Có con cái tô thì không kịp. Lót ở trên kịp. Còn lông tóc. Là phong tỏ hai đầu tới nhà của chơi ông bác không bác? Không, tới nhà kế đó. Nó nhà toàn á. Dạ, tại quá trời xa luôn ha, phong tỏ hai đầu quá xa luôn. Phong tỏ hai đầu lắm luôn á.
tới cây cầu chỗ trường học luôn hả anh? À, cây cầu khỉ hả? À, cầu khỉ nãy à. Vô được vậy. Có nên bao ăn à? Có ăn vô đủ luôn. Mới đầu vô lấy nhân khẩu rồi lấy được 4 bà mà người ai gọi còn có người ở à. Không, ừ. Cho ăn vô không à. Ủa chơi phá nước. Chờ có mình ăn vô. Chết kỹ đó. Tại vì đây chứ nhiều tao đâu ở đây được mà tao đi đám luôn. Phải chú ở đây có coi gì được đâu. Đây cũng đâu vô được đâu. Dạ. Cái mấy mà ngồi mà ngoài này nó không cho rồi. Trời ơi mới phải trọng mẻ hồ vừa rồi là nó đuổi rồi. Bên nhà bên kia là ai không có hộ khẩu là đi ra ngoài. Kiểm tra hộ khẩu luôn mà. Dạ. Bắt đem hộ khẩu ra luôn. Rồi bắt là kêu anh là đi lại hút cái chỗ phong tỏ luôn hả? Trời ơi bề xa biết có xa đâu. Thì đó là cũng khỏi. Dạ. Đúng rồi, cái này mình phải chịu thôi chứ chỗ ta đang làm việc mà. Mà tao lo mấy con có đi kia rồi không có ở đây luôn chứ hai anh em có khỏi đó anh Toàn. Nó bắt thằng ở bên giả thằng ở ngoài giữ mía chạy ngoài luôn đem nó giữ lại đó. Dạ giữ luôn ha. Nó giữ lại luôn hả? Giữ dễ gì được chưa? Dễ gì mà sợ là hết luôn nè. Hả? Công an là ngoài cái lúc mẹ con ngoài không vừa người ta lả không biết. Dạ. Có đủ rồi đó. Vòng vòng ngoài này là công an đứng dậy chứ. Thôi thì mình có lỗi đường ruộng không vô người ta không được. Dạ. Nói chung là không có đường tổng cộng hết là dự đoán là có khoảng là bao nhiêu lực lượng chức năng lận anh? Mình nói hình như 60 người. 60 người. Người bên đây vừa bên sông. À, rồi thêm xã nữa dân quân tự vệ gì đó nha. Ừ. Xã huyện tỉnh luôn. Hồi tôi đi không tính ra là dân không mấy trăm rồi đó. Dạ. Mấy trăm tròn không cho chạm qua bên sông. Dạ. Để tính là bên sông nhìn qua thấy nè. Ừ. Mà ông ngào bên sông nó không tỏ cũng vậy luôn. Không tỏ hai đầu lỗ ha. Ừ. Em thì em lại đây em đứng chỗ cây cầu khỉ đó thì em mới lấy xe em chạy vòng qua bên sông thì vừa gần tới chỗ phong tỏ đó là bóp kèn tin tin đồ này kia nọ là giơ cái dù cua lên một cái là em xuống xe luôn. Em xuống xe là em đầu hàng luôn. Đâu quá cho ai dễ về qua được hả? Lúc mà chuyển làm sao qua đây thì tôi có ngang ngang nó không qua chạy qua cho lợi. Có số tay đi đưa con đi rước con ra đó. Dạ. Thì tôi nói bây giờ rước con tao nó không được bây giờ chú đỡ cho mày nó qua thì mới qua được. Dạ. Từ lúc mà bơi xuồng qua đó ha, bơi vỏ qua đó không bác. Bỏ đi. Ừ. Thì lúc đó bỏ cái lỗ xong không còn xe chạy được. Dạ. Nếu mà không ngăn là hết ha. Nói thì sao vậy? Quá khứ luôn mà. Bởi vậy. Lúc mà nó lên xe mà nó bên bển á ông bác là con đứng sát chiếc xe này con tính nhìn mặt nó một cái mà rốt cuộc là đóng cửa kính mít rồi là con nhìn mặt nó không có thấy là nó ấy đóng cửa luôn rồi là nó ấy liền cái gì thì bởi vậy chạy là nó báo từ chút luôn nó tới đầu rồi. Dạ. Em cần cho em ghép đi lấy vợ ghép quen rồi ở trong ở đây thì mấy anh thợ hồ ở đây làm việc một ngày là một người 1 triệu đó mà khi dựng hiện trường rồi thì hết mấy tiếng đồng hồ rồi mấy anh mới có chịu tiền không nên dựng hiện trường khoảng 2 tiếng hả ta? Phải 2 tiếng không anh? Trên 2 tiếng à? Quá trời nhiều tình tiết mà chứ đâu phải một người đâu. Nhiều tình tiết. Bảy giờ mấy rồi? Cả 7:30 ha. Mới cho gia đình hay là 7:30. À 7:30 ha. Không, 7 giờ con ăn ở đây trước rồi. Nhớ là tao căng dây đồ. Dạ dạ. Đủ dân đi rồi. Dạ. Phải phong thỏ trước chờ giá nửa tiếng hoặc 1 tiếng hồi ha. Đó là 7 giờ hay vô. Mà tới chắc mày không vô. Lúc đó là gần 8 giờ. Dạ. Vậy là 7:20 ha. Là chính xác là đưa tính xác là vô qua qua đây là nó qua nó nói là hẹn là có 7:20 vô mà bây giờ gần 8 giờ mà không vô. Yeah. Nó mà ngang gì kỳ cục kia tôi nghe nó mất điện nó điện gì má ai là hẹn ai không bác thì công an vô này vô trước nó dặn á nó phải chở thằng Khoa vô đó. Dạ. Thì 7:20 vô tới đây. Dạ. Nhưng mà 7:20 chưa tới đâu còn 15 nữa 8 giờ nó dắt này mà trễ là 20 phút mà chưa vô tới là sao. Dạ chắc bên kia chắc để cho Khoa nó ăn sáng đâu hay gì đây. Cái đó thì mình không biết. Dạ mình cũng đoán vậy thôi không ha má ha. Dạ
Thì lúc vậy là chính xác mà lúc nó xuống xuồng xuống vỏ qua đây là lúc đó là khoảng 8 giờ rưỡi không bác? Ờ tao đi rồi. Dạ. Tao dĩ biết tới đây nghe thằng kia nó đứng nó nói thằng gọi gì thôi, nó nói là nó 7 giờ 20 vô tới mà dắt tới dắt này chưa vô còn 8 giờ. Dạ, gần 8 giờ 8 giờ mà chưa có thấy tình hình như ha. Ừ. Dạ. Thế móc điện nó nhiều quá. Ừ. Hồi nãy con có nghe giống như bình luận vòng vòng á chú. Khả năng chắc có đồng phạm về cái cuộc gọi á chú. Khả năng chú. Nhưng mà nó có những cái tình huống mà nó điện như người này người kia rồi bên kia nói tiếng á chú. Cái đó thì tao không biết rồi, dính dáng để công an làm cho tao. Dạ. Tao biết bao nhiêu đó được. Dạ. Giống như là nếu mà có đó đồng phạm thì đồng phạm hỗ trợ thôi. Đồng phạm hỗ trợ. Hỗ trợ giống như là nhan nó nhan cho cái người đó nói giọng giả giả chú này chú kia gì đó. Chứ còn thực hiện thì chắc không thấy chú không có ở đây luôn hả? Tao thấy vô không được. Tới là cái con đó giờ đâu thấy mấy người đó hồi đó đây đuổi ra bức xúc nó đi vòng qua trong vòng qua nó về bỏ ơn chạy vòng qua bên trong thì bên trong cũng có tốt của bệnh nữa. Dạ. Xong nó cũng chặn đâu ấy. Mà giống như là làm cái này cái vụ này quá nghiêm trọng nên phải gọi là làm cái gì cũng phải cho nó theo kiểu nó an toàn á. Ừ. Nên phong tỏa khá là xa ha chứ ha. Ừ. Phong tỏa xa thiệt luôn á. Từ đây lại cây cầu khỉ nó đâu gần đâu. Rất khó hơn cái kỳ mà cái án mới xảy ra. Án hồi mới xảy ra thì mấy miệng có tới thấy rồi đó. Cho đứng ngoài lộ hết trơn nè. Dạ. Đúng rồi. Chỉ ngăn cái gì không cho vô đây thôi. Dạ. Đúng giờ thì lúc mà đáng ra đứng ngoài lộ nhau. Dạ, đúng rồi. Tại sợ người nhà với người thân là bức xúc. Thấy khi tao không hiểu rồi, tao nói ví dụ như người nhà tao làm thì khó rồi mà tao mượn với người ngoài á. Dạ. Đúng rồi. Nhưng sợ những cái tình huống giống như đột xuất này kia đó. Thì ở đây tao nói mày nghe về cái lực mà nói đó. Thì đúng ra nhà nước làm chặt chẽ gì thì rất đúng luôn chứ không có gì sai trơn á. Xăng chẳng trong buồn mà còn là cái thiền án này không biết nên vô đọc quyết định thiền án là nó tạc xăng nó đốt đó. Dạ. Nó bị nó phẩm tùm lum ở đây á. Dạ. Bởi vì cái nào mình cũng phải làm cho nó an toàn ha. Ừ. Cho nó gọi là nó có quy trình mới được. Ừ. Chứ bây giờ làm sơ sài quá lỡ có chuyện gì thì chịu trách nhiệm là ai đây. Ừ. Nó cái nữa cái vụ việc này quá trời nghiêm trọng nữa. Dạ. Này gọi là có thể nói là gần như là lớn nhất Cà Mau luôn hả chú. Dạ. Nếu mà so về vụ án không chú. Dạ. Không mình nói thiệt đó. Đi vô mát đúng rồi. Thôi mình đi vô từ từ vô mát đi ông bác. Dạ. Ở đây thì có ông bác ở đây là ông bác địa phương lại nè cả nhà. Ông bác chú này là giống như là đồng nghiệp của chú Sự luôn á.